Sau khi xuất gia thành một vị tỳ kheo, con có thể mở phòng mạch trong chùa chữa bệnh cho dân nghèo từ thiện, vừa tu tập vừa thành một vị lương y vừa tu sĩ được không? Thưa với quý vị, đó là cái này là ở trong luật Đức Phật cấm nha. Đức Phật cấm. Tại sao? Tại vì một vị tu sĩ thì nên làm việc của một vị tu sĩ. Ngay cả chuyện chữa bệnh đó là việc của bác sĩ. Tôi đưa ra một ví dụ như vậy để cho quý vị dễ hiểu. Một cái anh con ông tỷ phú. Ông tỷ phú mở rất là nhiều những cái tổ chức từ thiện, giúp đỡ những cái nơi chiến tranh, những nơi nghèo đói, những nơi lạc hậu nè, rồi những nơi dịch bệnh nè. Ông làm rất là nhiều, nhưng mà cần phải có kiến thức chuyên môn để quản lý những cái đó. Ông mới nói với đứa nhỏ đó, bây giờ con học đại học thì cái ngành quản lý, để con tốt nghiệp rồi đó là con phụ cha làm mấy cái này, rồi sau này cha nhường hết lại cho con. Đứa nhỏ mới nói không được cha ơi, bây giờ làm sao con có thể đến trường được khi mà mỗi ngày con thấy những người ăn xin? Con làm sao con có thể yên lòng con đi học được khi con thấy họ? Thành ra mỗi ngày thay vì đứa nhỏ này nó đi, nó lo, nó đi học á, thì nó lại ra nó gặp từng người ăn xin một, rồi nó cho vài đồng bạc. Thì quý vị suy nghĩ coi, cái hành động của đứa nhỏ là khôn hay là dại? Tôi cho là dại. Bởi vì nếu như nó biết nhìn xa hơn thì nó lo, nó học đi. Sau khi nó thành tài rồi đó, nó sẽ cứu được rất là nhiều người. Nhưng bây giờ nó chỉ biết làm cái trước mắt thôi. Cái chuyện hành nghề y cũng y chang như vậy. Cái nghề y ấy, mình chữa, mình đâu có chữa họ hết bệnh luôn, vĩnh viễn không bao giờ có bệnh lại, không có. Mình chữa thì bây giờ họ hết rồi, sau này họ lại có lại thôi. Rồi cái chuyện mình chữa bệnh á, mình không giúp cho họ sanh thiên được nha. Nhưng mà sư không nói cái nghề chữa bệnh là không cần thiết. Bởi vì cái nghề chữa bệnh vẫn là một nghề rất là quý và rất đáng để trân trọng. Nhưng mà một ông sư có trách nhiệm quan trọng hơn. Đó là gì? Thứ nhất là lo giải thoát cho chính mình. Thứ hai là giúp người khác được giải thoát. Khi mà một ông sư chỉ cho người khác con đường sanh thiên thì họ có được con đường để sanh thiên. Việc này vị bác sĩ không làm được. Bệnh thì ai cũng phải bệnh, chết thì ai cũng phải chết. Nhưng một vị tu sĩ có thể giúp cho nhiều người thấy được con đường sanh thiên, và nhất là thấy được con đường giải thoát. Và khi mà một người giải thoát á, là giúp cho trọn tới nơi tới chốn luôn, không bao giờ phải giúp nữa. Nói theo kiểu bác sĩ là cứu một người, chữa được một người là chữa cho họ bất tử luôn nha, không bao giờ bị bệnh nữa luôn, khỏe vĩnh viễn luôn và không bao giờ phải chết. Cái đó mới là cái đáng quý, và đó là trách nhiệm một ông sư. Tôi mắc cười cái cô này quá. Nói làm sao đây? Này gọi là cứ coi như là một cái câu hỏi khác đi. Người khác. Trong kinh đó, có ví dụ trường hợp là khi mà cái cô vợ lẽ đó, khi mà cái người chồng đang mang thai đó, cái người bà vợ mang thai á. Hả? Cái bà vợ mang thai đó mà khi người chồng mất rồi thì đáng lẽ gia tài là dành cho cái người con lớn, con lớn của cái bà vợ trước đã mất. Thì cái cô con gái này, cái cô vợ bà vợ lẽ này đó, vì muốn cái tài sản nó cho nên rạch bụng lấy đứa con ra. Y chang luôn. Rồi tôi nói nghe, mốt mà cô trúng số là cô luôn mở luôn cái bệnh viện trong chùa luôn. Các chuyện cô cần làm, con cô cần làm là gì? Cô đem nhỏ vô chùa cả đó. Cái này nè, thằng nhỏ chưa vô chùa, rồi nó vô chùa đã được mấy ngày, nó xuất gia được không nữa, rồi cô ngồi cô tính một hơi là mới mốt là cô xây luôn cái coi như là bệnh viện, trường học, rồi trạm từ thiện vậy trong chùa luôn. Cô làm một hơi là cô làm luôn, cô vạch kế hoạch, cô vẽ bản đồ. Hồi là hỏi nhỏ tu chưa? Cái chuyện đầu tiên cô làm là cô bóc nhỏ vô đây đi, cô nói mà không gài 80 buổi vấn đáp nữa, nhỏ chưa đi tu nữa. mà cô hỏi hoài luôn á. Ít bữa cô hỏi tiếp là tiếp tục cô hỏi nữa nè, ít bữa cô hỏi nữa, cô sẽ hỏi là bắt đầu cái từ thiện được cái y tế lại bắt đầu cái hỏi tiếp có thể từ thiện thức ăn hay không cho dân nghèo, rồi cái bắt đầu cô làm mở xưởng dệt luôn, cô may cho người dân nghèo luôn, mà chùa có 7-8 mục sư. Nếu đã xác định mình đi từ thiện thì mình cư sĩ đi từ thiện, đã cạo đầu đắp y thì phải tu giảng pháp thôi, tu thiền giảng pháp học pháp, không có làm từ thiện cái vụ gì chữa bệnh gì hết trơn á. Còn á, tôi nói rồi, còn những buổi vấn đáp tới đây cô sẽ tính tiếp rồi, con có thể làm A cái B cái C cái D nữa không, mà 80 buổi vấn đáp nữa cô vẫn ngồi như vậy, và thằng nhỏ vẫn chưa được vô chùa. Cho nên rất mong cô là không còn gặp cái câu hỏi này của cô tới nữa, sắp tới nữa. Cái vấn đề không phải là chư tăng từ chối trả lời cô, mà cái vấn đề là cô làm ơn là phước đem nhỏ vô chùa đi trước rồi đó, chứ còn bây giờ lo quá mà nhỏ chưa. Cô đừng có hỏi là con nó có thể làm được cái gì hay cái này cái A cái này cái nọ hay không, mà cô hãy nói, tao nói là tin thì dùng, không tin thì thôi, không tin dắt nhỏ qua chùa khác, giao cho để sư ngài trụ trì ở đây thì sư ngài trụ trì sẽ cho nó làm những cái gì thích đáng với bổn phận của nó. Còn đây á, mình đem nhỏ cho chùa xong đi về. Cái chuyện mình cần làm là mình khuyến khích làm sao cho nhỏ ở chùa lâu càng tốt. Nó giới nhà nó rồi về mình cũng không cho nó về nữa. Nó giới nhà nó gọi điện nó về nhà thăm nhà mà không cho. Mình nói bữa nay mẹ bận rồi mà không có ở nhà đâu mà về. Ví dụ vậy cho nó chi cho nó ở trong chùa lâu càng tốt mới là cái nhiệm vụ của bạn người mẹ mình. Rồi mình học đạo với nó, mình tu với nó, mình chứ không phải là để nó tu một mình. Cho nên tôi mong rằng á câu hỏi sau nữa cũng hoạch định là sẽ làm cái gì trong chùa nữa. Con có thể nấu ăn trong chùa để giao để cho những người nghèo hay không, mà nhỏ chưa đem vô là không được nha. Bóc nhỏ vô chùa cái đi rồi tính tiếp.